Rồi em chốt C6 cho anh Hùng này 450 nghìn và miễn phí tiền giao hàng nhá Anh Nguyễn Quang ok em chốt cho anh cả cặp C6 này 450 nghìn và miễn phí tiền giao hàng ạ à. Rồi chị Hoài này em chốt cho anh à, Cho chị 450 nghìn và miễn phí tiền giao hàng một cặp đồng hồ nhá Rồi em chốt cho chị Kim này 450 nghìn một cặp đồng hồ và miễn phí tiền giao hàng nhá những anh chị nào đang xem like thì nhanh tay chia sẻ livestream này của em. Ngày hôm nay em giảm giá bột một 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 bộ đôi đồng hồ. Giá niêm yết tại cửa hàng đang là gần một triệu, nhưng ngày hôm nay giảm giá cho những anh chị em nào chia sẻ livestream, giảm giá cho các anh nhà mình với giá chỉ còn 450.000 một cặp đồng hồ, có nghĩa là một đôi cho các anh nhà mình luôn với giá chỉ còn 450.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi. Còn nếu như anh chị nào muốn lấy lẻ Đồng hồ đối với đồng hồ của nữ Bình luận cho em là C6 nữ 250.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi Lấy đồng hồ nam bình luận cho em là C6 nam 280.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi Cho các anh nhà mình Thứ nhất là chống nước chống xước cho các anh nhà mình Máy của nó chạy bằng pin Đấy mặt kính sapphire chống nước chống xước Đây là các anh hoàn toàn yên tâm Ngoài ra bên em có một thẻ bảo hành một thẻ bảo hành một đổi một nếu như trong vòng một năm có lỗi của nhà sản xuất cũng như là bảo hành trọn đời cho các anh nhà mình không bị phai màu, không bị dí màu Cũng như là đi mưa, đi gió, tắm rửa, giặt thoải mái cho em luôn Không bị vào nước nhá Anh nào, chị nào đặt hàng bình luận nhanh cho em Là C6 cả cặp là 450.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi Hoặc là C6 nam dành cho các anh nam 280.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi Hoặc là C6 nữ 250.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi cho các anh nhà mình Mặt kính của nữ là rơi vào tầm độ 20-21 cho các chị nhà mình Và mặt kính đường kính của nam thì là 38 đến 40 cho các anh nhà mình nhá. Máy chạy bằng pin bảo hành cho anh nhà mình 3 năm không phải thay pin luôn. Đấy có nghĩa là bảo hành cho anh nhà mình luôn. Và cái thứ hai nữa, anh nào chị nào đặt hàng bình luận cho em là C6 kèm số điện thoại kèm màu cho em 450 000 một cặp hai chiếc đồng hồ đôi cho các anh nhà mình Còn nếu như lấy lẻ nữ là C6 nữ 250 000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi C6 nam là 280 000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi Đặt hàng bình luận cho em là C6 nữ nam hoặc là C6 đôi cộng số điện thoại cho em Hạ 450 nghìn một đôi quá rẻ rồi các anh chị cứ lấy cả đôi về mà đeo Vừa đẹp vừa sang kèm theo các anh nhà mình một thẻ bảo hành Không phai màu không dỉ màu đi mưa đi gió tắm rửa giặt thoải mái cho em luôn Không bị vào nước nên là các anh hoàn toàn yên tâm cho em Dây của nó là dây kim loại cho các anh nhà mình luôn này Đấy Dây của nó là dây kim loại cho các anh nhà mình Em ừ. sẽ đi kỹ từng sản phẩm cho các anh nhà mình nhá Anh chị nào đặt hàng bình luận nhanh cho em đúng pháp Là C6 cộng số điện thoại cho em Trước tiên là C6 dành cho nữ này Đấy, C6 dành cho nữ thứ nhất là mặt kính sapphire chống nước chống xước cho các anh cho cho chị nhà mình. 250 000 một mẫu đồng hồ như này và em miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi cho các chị luôn nhá. Chị nào đặt hàng bình luận nhanh cho em đúng pháp là C6 nữ 250 cộng số điện thoại cho em. Miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi chỉ cần các chị chia sẻ livestream nhá. Bình luận C6 nữ cộng số điện thoại cho em. Và đây tiếp tục cho các anh nhà mình là C6 nam này. C6 nam cho em. Hai 280.000 và miễn phí tiền giao hàng đấy đến quá. tận nơi chạy bằng điện tử có nghĩa là chạy bằng pin, pin này chạy được 3 năm mới hết pin các anh chị yên tâm cho em và cái thứ hai nữa là uh, dây của nó là dây kim loại chống dí cho các anh nhà mình và máy của nó là máy nhật, máy điện tử của nhật nhá Đấy, bình luận cho em là C6 Nam 280 cộng số điện thoại cho em Chống nước, chống xước cho các anh nhà mình Đi mưa, đi gió thoải mái cho em Các anh nhìn này, đấy, nét không ạ Và cả cặp ngày hôm nay chỉ với giá 450 nghìn thôi Có nghĩa cả anh chị lấy cả cặp đã được giảm bao Đã được giảm rất là nhiều tiền rồi Anh chị nào đặt hàng bình luận nhanh cho em đúng pháp Là C6 Nam hoặc C6 Nữ hoặc C6 cả đôi cộng số điện thoại cho em 450.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi nếu như các anh chị lấy một nam một nữ có nghĩa là cả đôi và 280.000 một chiếc đồng hồ nam 250.000 một chiếc đồng nữ đồng hồ nữ bình luận cho em đúng pháp là C6 cộng số điện thoại cộng màu uh, cộng số điện thoại cho em đấy C6 nam C6 nữ hoặc C6 cả cặp cộng số điện thoại để lại số điện thoại em mới có thể lên đơn được cho các anh nhà mình nhá phải bình luận kèm số điện thoại cho em là C6 cộng số điện thoại cho em để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này cho em nhá